Kính thưa quý vị và các bạn, ai cũng có tuổi thơ. Hai chị em chúng em hôm nay quay về tuổi thơ qua làn điệu chèo luyện năm cung, ký ức không quên, soạn lời Đức Ngô, karaoke Nguyễn Quang Hòa. Rất mong quý vị và các bạn ủng hộ cho hai chị em chúng em. Biết là có gặp lại không, mà sao hình bóng mãi nằm trong tim. Xa rồi cảnh đẹp như tiên, ước gì trở lại thiếu niên một lần. Bình minh.